Kính chào quý vị và các bạn đến với năng lượng cho phát triển đất nước. Chương trình của chúng tôi ngày hôm nay sẽ chuyển tới quý vị những nội dung chính sau đây. Thông tin năng lượng trong nước và quốc tế đáng chú ý trong ngày. Đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng trong các cơ sở sản xuất. Sau đây là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, theo các chuyên gia để thực hiện tốt quy hoạch điện 7 nhằm phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới thì mỗi năm cần lượng vốn đầu tư mới khoảng từ 5 đến 7 tỷ đô la Mỹ. Cụ thể theo tổng sơ đồ phát triển điện 7 cho giai đoạn 2011-2020 có sẽ đến triển vọng năm 2030 đang được xây dựng. Dự kiến giai đoạn 2011-2015, cả nước cần xây dựng 23.000 MW nguồn. Giai đoạn 2016-2020 cần xây dựng 27.200 MW nguồn. Về phát triển lưới điện, giai đoạn 2011-2015 cần xây dựng gần 7.000 km đường dây 220 đến 500 kV và trên 50.000 MVA chạm biến áp 220 đến 500 kV. Giai đoạn 2016-2020 sẽ xây dựng khoảng gần 6.000 km đường dây 220 đến 500 kV và trên 66.000 MV trạm biến áp 220 đến 500 kV. Tập đoàn Gazprom đã đưa ra đề xuất góp vốn vào công ty Gazprom Việt, công ty liên doanh sản xuất ga quốc tế của tập đoàn này với Petro Việt Nam trong khu vực Imanenet bằng khu mỏ Severopurovskoye. Khu mỏ này có trữ lượng khoảng 60 tỷ mét khối, Ngoài các dự án tại Việt Nam, hai bên đã đồng ý hợp tác phát triển khu vực Nagumanovskoy trong khu vực Orenburg của Nga gần với Kazakhstan trong năm 2008. Điều này sẽ đánh dấu bước tiến mới của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trong thực hiện hợp tác với các đối tác quốc tế, góp phần gia tăng trữ lượng, đảm bảo an ninh năng lượng cho phát triển kinh tế xã hội. Thưa quý vị, tiêu thụ năng lượng của Trung Quốc đã tăng 5,9% trong năm 2010 so với năm 2009, lên mức tương đương với hơn 3,2 tỷ tấn than. Chính phủ Bắc Kinh đã khuyến khích sử dụng năng lượng sạch và hạ thấp chi tiêu tăng trưởng kinh tế. Số liệu sơ bộ do Tổng cục Thống kê Trung Quốc cho thấy, so với năm 2009, tiêu thụ than của Trung Quốc trong năm 2010 tăng 5,3%, tiêu thụ dầu thô tăng gần 13%, khí đốt tăng 18% và tiêu thụ điện tăng 13%. Thế nhưng, tỷ lệ tiêu thụ năng lượng trên đơn vị tổng sản phẩm quốc nội GDP lại giảm 4,01% trong năm 2010. Theo cơ quan năng lượng quốc tế IEA có trụ sở tại Paris, năm 2009, Trung Quốc đã trở thành quốc gia tiêu thụ năng lượng lớn nhất thế giới. Than đá hiện cung cấp tới 70% tổng số năng lượng tiêu thụ ở Trung Quốc và nước này đang tìm cách giảm bớt sự lệ thuộc vào than đá thông qua việc khuyến khích sử dụng các nguồn năng lượng sạch hơn như khí đốt, năng lượng nguyên tử và các nguồn năng lượng tái sinh như sức gió và năng lượng mặt trời. Thưa quý vị, việc tăng giá thành những mặt hàng thiết yếu như xăng dầu cùng với điện thời gian qua đã thúc đẩy các doanh nghiệp quan tâm hơn đến tiết giảm chi phí năng lượng trong quá trình sản xuất, góp phần kiềm chế giá cả ổn định đời sống. Giá năng lượng tăng kéo theo các chi phí khác khiến doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Để chủ động trong sản xuất, công ty cổ phần quốc tế Sơn Hà đã thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng, ra soát định mức, thời gian làm việc, giảm chi phí trên các hoạt động, đồng thời thực hiện kiểm toán năng lượng để giảm chi phí trên giá thành sản phẩm sau khi mà kiểm toán năng lượng thì chúng tôi đã ứng dụng các cái giải pháp để tiết kiệm năng lượng cho những cái máy móc thiết bị sản xuất của mình. À, ngoài ra thì chúng tôi đã có những cái hoạt động cải tiến để nâng cao cái chất lượng sản phẩm, à, tăng cái khả năng hấp thụ à, nhiệt để tăng cái hiệu suất sản xuất ra nước nóng à, cho dân dụng bên cạnh đó các cơ sở này đã hướng tới đổi mới dây chuyển sản xuất với công nghệ tiên tiến như vậy việc điều chỉnh giá các mặt hàng thiết yếu trong thời gian qua cũng giúp các doanh nghiệp cũng như người dân và hộ gia đình quan tâm hơn tới thay thế thiết bị tiết kiệm năng lượng giá điện tăng lên thì nó nó gõ vào cái thu nhập của từng hộ gia đình từng cá nhân và đơn vị sản xuất kinh doanh thì cái bài toán hay cái mục tiêu tiết kiệm năng lượng là nó rất thiết thực những dây chuyển sản xuất sử dụng công nghệ tiên tiến đồng thời thực hiện đồng bộ các giải pháp có thể giúp doanh nghiệp giảm chi phí tiêu thụ cho năng lượng hàng tỷ đồng mỗi năm song các thiết bị này thường cần lượng vốn đầu tư tương đối lớn do vậy nên có thêm những chính sách để khuyến khích phát triển rộng rãi các hoạt động này Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi năng lượng cho phát triển đất nước. Quý vị quan tâm có thể xem lại chương trình vào 17 giờ thứ hai tuần tới trên sóng VTV3 và 3 giờ ngày mai trên VTV4 của Đài truyền Việt Nam. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.